chào tất cả quý vị, các bạn cùng các em học sinh thân mến. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình bổ trợ kiến thức vật lý 12 năm nay do tình hình dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp ở các nước trên thế giới. Ở trong bài học trước, các em đã được nghiên cứu về tính chất của sóng điện từ. Thì trong bài học hôm nay, trước khi vào bài mới, thầy sẽ nhắc lại một chút về sóng điện từ để các em dễ theo dõi. Các em còn nhớ không? Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên nó cùng tồn tại trong một cái trường thống nhất, người ta gọi là điện từ trường. Và điện từ trường này khi lan truyền trong không gian thì ta gọi nó là sóng điện từ. Những sóng điện từ có bức sóng từ vài mét đến vài km được dùng trong cái thông tin liên lạc vô tuyến, ta gọi nó là sóng vô tuyến. Như vậy sóng vô tuyến nó cũng là sóng điện từ. Tính chất của sóng điện từ các em đã được nghiên cứu ở bài hôm trước. Ở đây thầy xin nhắc lại hai cái tính chất quan trọng của nó. Đó là sóng điện từ nó lan truyền được trong mọi môi trường, kể cả chân không. Và trong chân không nó truyền đi với tốc độ rất lớn, bằng 3 × 10^8 mét trên giây. Và sóng điện từ có bước sóng càng nhỏ, tức là tần số của nó càng lớn, thì năng lượng của nó càng lớn. Các em quan sát hình ảnh lan truyền sóng điện từ trong không gian. Các vector cường độ điện trường A màu xanh, cảm ứng từ B màu đỏ và phương truyền OX tức là phương V nó vuông gấp nhau từng đôi một. Và các em lưu ý, điện trường và từ trường phương của nó vuông gấp nhau nhưng pha thì nó lại cùng pha, rất là dễ nhầm lẫn. Sóng vô tuyến thì người ta chia làm 4 loại: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn và sóng cực ngắn. Thầy xin nhắc lại một chút về sóng này. Sóng dài có bức sóng trên 1.000 mét. Vì bức sóng của nó khá lớn cho nên năng lượng của nó nhỏ và không truyền được đi xa. Thường chỉ được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước. Sóng trung có bức sóng từ 10^2 mét đến 10^3 mét. Ban ngày chúng bị tầng điện ly hấp thụ mạnh nên không truyền được đi xa. Ban đêm tầng điện ly phản xạ các sóng trung tốt nên chúng truyền được đi xa. Do đó ta nghe ban đêm đài bằng sóng trung nó rõ hơn ban ngày. Tiếp theo là sóng ngắn, có bức sóng từ 10 đến 10^2 mét, có năng lượng lớn hơn sóng trung. Đặc biệt là một số vùng hẹp của nó phản xạ rất tốt trên tầng điện ly cũng như trên mặt đất và mặt nước. Cho nên sóng trung này người ta dùng rất là phổ biến. Các em thường nghe đài radio. Xin lỗi. Sóng ngắn này người ta dùng rất phổ biến. Cho nên các em nghe đài radio thường người ta dùng sóng ngắn. Và cuối cùng là sóng cực ngắn, có bức sóng từ 1 mét đến 10 mét. Có năng lượng lớn nhất trong 4 loại sóng. Và đặc biệt là nó có khả năng xuyên qua luôn tầng điện ly. Và khi dùng nó, ta phải sử dụng qua vệ tinh. Đó là các cái tính chất và đặc điểm của sóng điện từ mà các em đã được nghiên cứu ở trong bài học trước. Vậy, nó có những cái ứng dụng gì trong đời sống và trong khoa học kỹ thuật? Thầy mời các em xem một video. Quả đá phạt trực tiếp vô cùng quý giá này. Và để chắt chiu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tuyết. Và sẽ được biến đáp với cơ hội này. Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đá! Với một siêu phẩm dưới trời mưa thuất ở Thương Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này. Ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải. Treo bóng vào đúng góc. Quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy. Vâng. Một hình ảnh không thể nào quên. Quang Hải với siêu phẩm cầu vòng tuyết đã làm nức lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vậy làm thế nào để những hình ảnh từ Thường Châu Trung Quốc được tường thuật trực tiếp về Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới? Thì chúng ta sẽ đi vào bài học hôm nay để giải đáp các thắc mắc đó. Chúng ta vào bài mới. Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Ta vào phần thứ nhất. Đó là nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Thì nó tuân theo những nguyên tắc
như thế nào? Thì ta trở lại vấn đề vừa đặt ra, đó là những sự kiện thể thao hay các sự kiện chính trị xã hội được tường thuật trực tiếp từ quốc gia này đến quốc gia khác một cách nhanh chóng và trực tiếp như vậy, thì phải có một công cụ truyền đi rất nhanh. Như vậy, công cụ đó không gì khác, đó chính là sóng điện từ. Như vậy, nguyên tắc đầu tiên là ta dùng sóng điện từ cao tần, tức là sóng điện từ có tần số cao. Và những sóng điện từ dùng để tải thông tin vô tuyến, người ta gọi là sóng băng. Nguyên tắc thứ hai là ta phải biến điệu các sóng băng. Biến điệu sóng băng là như thế nào? Là ta phải biến điệu các sóng băng. Biến điệu sóng băng là như thế nào? Cách biến điệu, người ta dùng một cái bộ phận gọi là micro để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số. Dao động này ứng với một sóng điện từ gọi là sóng âm tần. Như vậy, sau khi âm thanh qua micro, nó sẽ được micro biến dao động âm thành dao động điện. Và cái dao động điện này người ta gọi là sóng âm tần. Sau đó, ta dùng mạch biến điệu để trộn cái sóng âm tần với sóng băng, gọi là biến điệu sóng điện từ. Đây là hình ảnh một người dùng micro để truyền âm thanh đi xa. Các em xem, đây là tín hiệu âm tần sau khi qua micro. Đây là tín hiệu cao tần chưa biến điệu. Sau khi qua mạch biến điệu thì nó sẽ có đồ thị sóng băng đã được biến điệu. Để rõ hơn, chúng ta xem cái đồ thị sao. Đây là đồ thị của sóng băng chưa biến điệu, nó rất là đều. Đây là đồ thị của sóng âm tần sau khi qua micro. Hai sóng này được trộn qua mạch biến điệu thì nó sẽ cho mình đồ thị của sóng băng đã được biến điệu. Lúc đó ta sẽ truyền cái sóng băng đã được biến điệu này qua anten. Đó là ở nơi phát sóng. Còn ở nơi thu thì như thế nào? Ở nơi thu, ta dùng cái mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần rồi đưa ra loa. Bởi vì lúc này sóng mà ta bắt được là nó hỗn hợp gồm hai sóng, sóng băng và sóng âm tần. Thường thì tín hiệu thu được nó có cường độ khá nhỏ, ta phải dùng mạch khuếch đại để khuếch đại chúng lớn lên bằng các mạch khuếch đại. Như vậy, đó là bốn cái nguyên tắc chính của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Vậy chúng ta vừa trải qua bốn nguyên tắc chính của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Vậy chúng có những ứng dụng gì trong đời sống và trong khoa học kỹ thuật? Thầy mời các em xem phần 2 La Mã, sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản. Thầy mời các em xem sơ đồ. Sơ đồ của chúng ta gồm có 5 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất, các em nhìn hình ảnh một ca sĩ đang thực hiện bài hát của mình thông qua một thiết bị rất là quen thuộc, đó chính là micro. Tác dụng của nó như thầy vừa nói ở trong cái phần thứ nhất, đó là nó biến dao động âm thành dao động điện âm tần. Bộ phận thứ hai là mạch phát sóng điện từ cao tần tạo ra sóng băng. Các em lưu ý chỗ này. Thì cái âm thanh của mình nó truyền đi với tốc độ 340 mét trên giây trong không khí ở điều kiện thường. Trong khi các sự kiện của chúng ta tường thuật trực tiếp là diễn ra ngay lập tức. Như vậy, ta phải dùng cái sóng điện từ đi với tốc độ 3 × 10^8 mét trên giây để đem theo cái sóng âm tần. Như vậy, để cho nó dễ hiểu, các em hình dung sóng âm tần của chúng ta giống như một người đi bộ, còn sóng cao tần của chúng ta giống như một chiếc máy bay. Ta muốn đi xa và đi nhanh được ra Hà Nội chẳng hạn, thì người đi bộ bước lên máy bay và máy bay nó sẽ đưa chúng ta ra Hà Nội nhanh hơn. Tất nhiên, cơ chế của sóng điện từ thì nó phức tạp hơn, và động tác để làm trộn cái sóng âm tần và sóng cao tần gọi là sóng băng này thì ta dùng một cái bộ phận gọi là mạch biến điệu. Biến điệu tức là trộn cái dao động âm tần và dao động cao tần. Và trước khi đưa ra anten thì ta dùng cái mạch khuếch đại để khuếch đại dao động cao tần, sau đó đưa ra anten phát. Và bộ phận thứ năm rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là anten phát.
dùng để phát xạ sáng cao tần biến điệu ra không gian. Như vậy đây là sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản. Các em lưu ý 5 cái bộ phận của nó và nắm chức năng của từng bộ phận. Ở nơi phát sóng như thế này rồi thì ở nơi thu sóng sẽ xử lý ra sao? Đây, các em xem lại cái sơ đồ. Đây là tín hiệu âm tần. Đây là tín hiệu cao tần sau khi qua mạch biến điệu. Nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh đã được biến điệu đưa ra mạch khuếch đại, sau đó dùng tín hiệu đưa ra anten phát. Đó là ở nơi phát sóng. Như vậy ở nơi thu sóng thì bộ phận nó sẽ như thế nào? Thầy mời các em sang phần ba la mã sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản. Thầy mời các em xem sơ đồ. Nó cũng gồm năm bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là anten thu. Chức năng của nó có thể cảm ứng với nhiều sóng điện từ, cho nên đài truyền hình của các em ở nhà có thể bắt được nhiều đài. Tuy nhiên, để bắt được đài nào thì ta phải qua cái bộ phận thứ hai, đó chính là mạch chọn sóng. Nó sẽ chọn lọc cái sóng muốn thu nhờ mạch cộng hưởng. Ở đây thì tần số của sóng cần thu nó phải bằng tần số của máy phát. Sau khi thu được sóng từ máy phát thì nó gồm một cái hỗn hợp sóng mang và sóng âm tần ở trong này, thì ta phải qua cái phần số 3, đó là mạch tách sóng, tức là để lấy cái dao động âm tần từ dao động cao tần đã biến điệu thu được. Như vậy là để tách nó ra. Tách nó ra thì thường thu được tín hiệu nó nhỏ. Ta dùng mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần để làm cho dao động âm tần nó mạnh lên. Và cuối cùng, một bộ phận rất quen thuộc với đời sống của chúng ta, đó chính là loa. Nó biến dao động điện âm, nó biến dao động điện âm tần thành dao động âm. Và cuối cùng là nó phát ra ngoài. Đây là một số hình ảnh về máy phát và máy thu sóng điện từ trong đời sống khoa học công nghệ của chúng ta. Đây là vệ tinh. Đây là thiết bị thu và phát sóng. Đây là TV của chúng ta ở nhà, điện thoại di động, những thiết bị rất quen thuộc. Còn đây là thu sóng qua vệ tinh bằng chảo parabol. Việt Nam của chúng ta thì đã có vệ tinh Vinasat đã được phóng lên vũ trụ. Đây là radar, cũng là một máy vừa phát vừa thu sóng vô tuyến. Nhiệm vụ của nó là dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến, được ứng dụng rất rộng rãi trong kỹ thuật quân sự. Vậy, chúng ta vừa trải qua các nội dung chính của bài học hôm nay. Để các em hiểu rõ hơn về kiến thức đã học, chúng ta sang phần 4 la mã vận dụng. Câu thứ nhất, trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây: A. Mạch khuếch đại, B. Mạch biến điệu, C. Mạch tách sóng, D. Mạch phát sóng điện từ cao tần. Như vậy câu này các em nhìn sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến để các em chọn. Các em có 20 giây. Vâng, thời gian đã hết. Như ta nhìn qua sơ đồ của máy phát sóng, ta sẽ thấy nó có mạch khuếch đại, mạch biến điệu và mạch phát sóng điện từ cao tần. Còn mạch tách sóng thì nó nằm trong máy thu. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và máy thu sóng vô tuyến? A. Máy thu thanh, B. Máy thu hình, C. Chiếc điện thoại di động và D. Thiết bị điều khiển TV. Các em có 20 giây để suy nghĩ.
Vâng, phương án A của chúng ta chính là cái máy thu thanh mà chúng ta hay dùng ở nhà, radio. Phương án B là máy thu hình, là TV của chúng ta. Phương án D là thiết bị điều khiển TV, chính là cái remote của mình, nó chỉ có tác dụng phát sóng. Và chiếc điện thoại di động của các em thường dùng hàng ngày, nó vừa thu và vừa phát sóng vô tiếng. Cho nên đáp án của chúng ta ở đây chính là phương án C, chiếc điện thoại di động. Chúng ta sang câu hỏi số 3. Biến điệu sóng điện từ là A. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ. B. Trộn dao động điện âm tầng và dao động điện cao tầng. C. Làm cho biên độ sóng điện từ mạnh lên. D. Tách sóng âm tầng ra khỏi sóng cao tầng biến điệu. Các em cũng có 20 giây nhìn vào cái chức năng của mạch biến điệu, các em trả lời câu hỏi này. Vâng, khi nhìn vào chức năng của cái mạch biến điệu trong cái máy phát sóng thì chúng ta dễ dàng chọn phương án B, trộn dao động điện âm tầng và dao động điện cao tầng. Chúng ta sang câu hỏi số 4. Trong sơ đồ máy phát sóng, thiết bị micro được dùng để A. Biến dao động âm thành dao động điện. B. Tách sóng âm tầng ra khỏi sóng cao tầng. D. C. Chọn lọc sóng điện từ cao tầng. D. Khuếch đại âm thanh mạnh lên. Các em cũng có 20 giây và xem chức năng của micro ở trong máy phát sóng. Vâng, khi nhìn vào chức năng của micro trong máy phát sóng, ta dễ dàng chọn được phương án nó biến cái dao động âm thanh của chúng ta thành cái dao động điện âm tầng. Và phương án ở đây chính là phương án A, biến dao động âm thành dao động điện. Chúng ta sang câu hỏi số 5. Ở Trường Sa, quần đảo thân yêu của chúng ta, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa ra màn hình. Sóng điện từ mà anten thu được trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A. Sóng ngắn. B. Xin lỗi. A. Sóng trung. B. Sóng ngắn. C. Sóng dài. Và D. là sóng cực ngắn. Như vậy các em hãy xem bài học để trả lời câu hỏi khi thu sóng qua vệ tinh thì ta sẽ dùng sóng nào. Các em cũng có 20 giây. Vâng, hết thời gian. Thì như các em nắm trong phòng đặc điểm của các sóng vô tuyến thì sóng cực ngắn nó có năng lượng lớn nhất và nó xuyên qua luôn tầng điện ly. Và khi sử dụng sóng cực ngắn thì phải sử dụng vệ tinh thu và phát trở lại. Cho nên đáp án ở đây là phương án D. Chúng ta sang câu hỏi số 6. Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng A. Phản xạ sóng điện từ. B. Khúc xạ sóng điện từ. C. Giao thoa sóng điện từ. Và D. Cộng hưởng dao động điện từ. Câu này các em suy nghĩ một tí, cũng có thời gian 20 giây. Vâng, để chọn được sóng điện từ từ máy thu, từ máy phát thì mạch chọn sóng của chúng ta phải có tần số bằng tần số của máy phát ra. Như vậy ở đây F bằng F0, như vậy phương án của chúng ta sẽ là phương án D, cộng hưởng dao động điện từ. Chúng ta sang câu hỏi số 7 là một câu hỏi vận dụng.
Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dây thuần có độ tự cảm L bằng 1 mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đến 4 MHz thì điện dung C của tụ phải thay đổi trong khoảng nào? Các em có 4 phương án A, B, C, D. Như vậy chỗ này ta sẽ dùng biểu thức của tần số F bằng 1 phần 2 pi KLC. Các em cũng có 20 giây để giải quyết bài toán này. Thì bài toán này chúng ta sẽ tính hai lần C ứng với hai lần F. Từ biểu thức F bằng 1 phần 2 pi căn LC thì có hai giá trị của C. Ta thay C1 ứng với F1. Ta rút biểu thức C1 ra. Ta sẽ tính được thay F1 L. Các em nhớ đổi đơn vị L ra. Và F L là mili. Các em đổi ra 10 mũ trừ 3. F là 10 mũ 6. Thế vào máy tính. Và các em bấm cho kết quả 2,81 picofarad. Tương tự với giá trị F2 cũng thế. Các em cũng nhớ đổi đơn vị và cho ta kết quả 1,58 picofarad. Như vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án A. Không quá phức tạp phải không các em? Chúng ta sang câu hỏi cuối cùng của bài học hôm nay. Một mạch dao động dùng để chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C không đổi và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh L bằng L1, máy thu được sóng điện từ có bước sáng lambda. Để thu được sóng điện từ có bước sáng 2 lambda thì ta phải điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L2 bằng A 0,5 L1, B căn 2 lần L1, C 2 lần L1 và D 4 lần L1. Chỗ này thì các em dùng biểu thức lambda của sóng điện từ để các em tính. Và các em cũng có 20 giây. Và các em đã có phương án giải của mình chưa ạ? Sau đây các em nhìn phương án giải. Tôi sử dụng biểu thức lambda bằng CT. T thì bằng 2 pi căn LC. Như vậy lambda sẽ bằng C nhân 2 pi căn L1C. Lambda 2 bằng C nhân 2 pi căn L2C. Và theo giả thuyết thì nó bằng 2 lần lambda. Các em lập tỷ lệ lambda 2 trên lambda 1. Thì các đại lượng kia nó đã rút gọn. Còn là L2 trên L1. Thế vào bằng 2. Bình phương hai vế L2 trên L1 bằng 4, C trên L2 bằng 4 L1. Như vậy, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D. Hoặc bài này các em cũng có thể giải nhanh như sau. Do C nó không đổi cho nên lambda nó tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của L. Suy ra lambda bình phương nó tỷ lệ thuận với L. Theo giả thuyết thì lambda nó tăng lên 2 lần. Ta suy ra L nó tăng lên 4 lần và ta chọn phương án D. Như vậy bài này có thể không lập tỷ lệ, các em cũng có thể giải được. Như vậy các em vừa trở qua bài nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Nội dung các em cần nhớ gồm có các nội dung chính sau. Nội dung 1 có nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến thì nó có 4 nguyên tắc chính. Thứ nhất là dùng sóng điện từ cao tần. Thứ hai, các em biến điệu sóng điện từ. Nguyên tắc thứ ba là tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần và khuếch đại tín hiệu thu được. Đây là thầy gói gọn lại các cái từ ngắn gọn để các em dễ nhớ. Nội dung thứ hai các em cần nắm là sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản và nó có 5 bộ phận. Các em nhớ giùm thầy tên của từng bộ phận và chức năng của chúng: micro, mạch phát sóng cao tần, mạch biến điệu, mạch khuếch đại, anten phát. Nội dung thứ ba các em cần nắm đó là sơ đồ khối của máy thu sóng vô tuyến đơn giản thì nó cũng có 5 bộ phận.
anten, mạch chọn sóng, mạch tách sóng, mạch khuếch đại và loa. Và các em nhớ dùm chức năng của từng cái mạch này. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thầy cảm ơn quý vị, các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.